không cần đến câu khi yêu trái ấu cũng tròn. Cũng thấy giọng nói của người dân Đà Lạt sao mà dễ thương, ấm áp vô cùng. Đặc biệt là cách phát âm của những người gốc Huế đã sinh sống lâu năm tại Đà Lạt. Nhẹ hơn giọng của người Huế rặt, âm hưởng ngả về giọng Nam nhiều hơn nên dễ nghe và cũng dĩ nhiên dễ hiểu, dễ thân nhau hơn. Quý vị đang nghe bài viết Một chút ký ức về Đà Lạt. Tác giả Bích Vân, giọng đọc Lê Trang, âm thanh hình ảnh Kata Khánh Trang, trên tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Tôi của hơn 40 năm về trước vẫn thường đi lên đi xuống cái thành phố mù sương này ít nhất một tháng một lần. Thuở ấy tôi mê Đà Lạt với những căn nhà đầy hoa rực rỡ, những ngọn đồi thoai thoải màu xanh và mê cả người Đà Lạt. Chúng tôi vẫn thường lui tới quán cà phê HS ở giữa con dốc đường Minh Mạng. Làm sao quên được những buổi chiều ngồi với nhau nhâm nhi ly trà cúc, rù rì to nhỏ đủ thứ chuyện trên đời. Và hình ảnh ông chủ với cái khăn phao lết đỏm đáng quanh cổ, tay thọc túi quần, nách kẹp tờ báo, đứng trước cửa tiệm bập bập ống thuốc. Làm sao quên được những buổi tối đi dạo loanh quanh khu Hòa Bình, rồi xà vào mấy hàng xe đẩy ăn tô miếng gà cho ấm bụng, hoặc là nhấm nháp những ly chè đầy ắp tình bạn ngọt ngào. Đà Lạt của thời sinh viên bay nhảy quả thật là vẫn làm mềm lòng mỗi khi nhớ lại. Giờ đây, tôi đi lang thang qua những con đường cũ mà cảm thấy xa lạ quá. Suýt nữa thì đi lạc bởi vì còn mãi miết nhìn những thay đổi. Không chỉ tên đường đã đổi mà những căn nhà bé bé xinh xinh cũng chẳng còn. Thay vào đó là những ngôi nhà nhiều tầng chiếm hết gần hai bên đường. Cà phê Tùng vẫn còn đấy và khung đường vẫn vậy, nhưng mà có lẽ không khí cũng không mời gọi tôi nữa. Ngồi đó để làm gì? Thêm buồn. Có hôm đi ngang qua khu nhà ngày xưa của B, một người bạn của tôi thấy tim mình vẫn còn đập mạnh vì nhớ tới những đêm mà B đưa tôi tới phòng trà, tôi đã quên mất tên, nơi có một ban nhạc chơi khá hay và B là một tay trống. Phòng trà bỏ túi này không thể nào mà so sánh với quán Hầm Gió trên đường Võ Tánh ở Sài Gòn cuối những năm 60. Thỉnh thoảng vẫn có những ca sĩ thứ thiệt tới trình diễn, nhưng mà không khí tại đây ấm cúng và thân mật hơn. Các giọng ca tuy không điêu luyện nhưng mà hát hò hết mình, sôi nổi, hâm nóng cả gian phòng và khán thính giả. Ngày ấy chưa có phong trào mời khách lên sân khấu như bây giờ, cho nên các ca sĩ chạy show và ban nhạc thì phải gồng hết chương trình từ A tới Z. Những bản nhạc được yêu cầu phần lớn là nhạc Mỹ và Tây, ví dụ như là Adlin, Caprice Fini, Unchained Melody, Smoked in Your Eyes, vân vân. Là những bản nhạc ca tụng tình yêu mà giới trẻ khắp nơi trên thế giới say mê, không riêng gì giới trẻ của Sài Gòn. Là những bản được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong chương trình Nhạc Ngoại Quốc Yêu Cầu của Đài Phát Thanh Quân Đội trước năm 75, với xướng ngôn viên là cô Mỹ Linh, hay còn có tên là Hồng Phương Lan. Với thời gian, mọi sự đều thay đổi, cả lĩnh vực văn nghệ của Đà Lạt cũng thay đổi. Ca nhạc tại phòng trà Dương Tùng mà tôi được thưởng thức mới đây cũng vậy. Phòng trà trở thành hát cho nhau nghe. Ông chủ quán làm MC, chốc chốc lại kiêm luôn vai ca sĩ và nhạc sĩ. Khách cũng được mời lên hát. Khách hầu hết là những người đứng tuổi, những bản nhạc từ thuở nào chợt nghe lại, nghe xốn xang trong lòng. Hát đâu có cần hay, hát cả nỗi lòng thì người ta sẽ cảm thấy gần nhau. Đà Lạt bây giờ nóng và nắng. Cuối tháng 5 lẽ ra đã có những cơn mưa lớn và dai dẳng. Người bạn báo vậy. Nhưng mà có lẽ để chiều lòng tôi, trong gần một tuần lễ tôi trở lại xứ ngàn hoa, ông trời chỉ thỉnh thoảng lắc sắc mưa bụi. Con đường quanh bờ hồ vẫn đẹp,
nhưng mà sao vẫn có cái gì đó thất vọng trong tôi. Có lẽ vì những công trình kiến trúc đồ sộ thi nhau khoe bóng bên hồ, đuổi dần sự thơ mộng mộc mạc của thiên nhiên. Giọng người Đà Lạt gốc cũng trở nên hiếm hoi, lại cũng buồn. Khí hậu mát lạnh cũng không còn, tuy là không đến nỗi đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại như ở Sài Gòn, nhưng mà vẫn có thể ăn mặc phong phanh, kể cả khi mặt trời đã lặn. Sự quen thuộc còn chăng là trong một vài buổi chiều tắt nắng, được nhìn thấy sương mù giăng mắt trên những nóc nhà, ngọn cây. Lạ một điều á là đứng trên ban công của nhà người bạn và phóng tầm mắt nhìn xa xa, thấp thoáng sau rặng thông của ngọn đồi là ngôi trường xưa cũ. Bỗng dưng như tôi đã tìm lại được một vẻ đẹp quyến rũ rất Đà Lạt. Một chút Đà Lạt thuở xưa, cho dù thay đổi hay vẫn thế thì tôi vẫn yêu Đà Lạt. Đà Lạt ơi, có nghĩa chẳng cam ly, khóc tình đầu sáng xưa. Đêm xuống than thở vang cùng hơn, nghe sắt xe tâm hồn người đi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi.